Sáng nay ngày 11 tháng 10, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết cùng đại diện các sở ban ngành đến thăm và chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo và người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh và những đóng góp lớn của công ty vào ngân sách thành phố. Trong thời gian chờ bố trí mặt bằng mới tại cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trình Thường trực Thành ủy chủ trương gia hạn thời gian thuê đất tại chỗ cho doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu công ty làm tốt công tác dân vận, tìm sự đồng thuận của nhân dân tại khu dân cư, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa các bên. Đến thăm và chúc mừng tập thể lãnh đạo và người lao động tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Trong điều kiện khó khăn chung của toàn nền kinh tế, tổng công ty vẫn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu của Hòa Thọ có thể tăng trưởng 7% so với kế hoạch, đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 11.000 lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời đánh giá cao các định hướng phát triển của tổng công ty như sản xuất xanh, chuyển đổi số và chú trọng văn hóa doanh nghiệp.